nào cũng vậy. Ở nhà người ta là đón giao thừa để mà người ta đón năm mới tới, tiễn năm cũ đi. Hai má con tôi là 20 mấy năm trời nay rồi, cứ tới đêm giao thừa là muốn gây lộn với cái bàn thờ. Là đúng cái ngày đám giỗ của ông, ông rời khỏi căn nhà này đúng đêm 30 Tết. Đau đớn cho mẹ con tôi ghê vậy đó. Ông Đào quyết chiến à. Phải bà Lợi không vậy? Trời ơi, ông không nhận ra tôi sao? Bây giờ tôi già đi nhiều, tôi mập lên nhiều, tôi xấu đi nhiều phải không? Đúng rồi. Ông ngồi đi. Bà ngồi đi. Ông có biết ông làm như vậy là quá nhẫn tâm đối với mẹ con tôi không? Ông nghĩ làm sao mà ông bỏ đi biền biệt 20 mấy năm trời, đêm 30 Tết ông ôm tiền ôm bạc, gom hết tài sản trong gia đình, ông đi một phát lên Sóc Sơn. Ông có nhớ không? Không một lá thư, không một lời từ biệt. Ủa sao kỳ vậy? Tại sao ông có thể nhẫn tâm với mẹ con tôi một cách khủng khiếp như vậy? Mà nhẫn tâm hơn nữa là ông đã vô tình ông biến tôi thành một người đàn bà phản bội rồi, ông biết không? Ủa nói vậy bà có chồng rồi hả? Chứ còn gì nữa. 20 mấy năm rồi chứ bộ, ngày hôm qua hay sao mà còn trinh nguyên được. Bà phải nghe tôi nói là có phải là lúc đó vợ chồng mình đã bàn tính với nhau là gom hết tiền để mà ra Sóc Sơn mua đất để đổi đời, bà nhớ không? Nhớ. Đó, nhưng mà khi mà tôi ra tới Sóc Sơn rồi thì cái thằng bạn mà nó giới thiệu cho tôi cái dự án gì đó, nó nói là bể rồi, không còn được nữa, tại dưới cái rừng phòng hộ. Cái tôi buồn quá bà ơi, tôi buồn quá cho nên tôi mới rủ tụi nó đi nhậu. Thì trong lúc tôi say tôi xỉn đó, thì tôi cũng chính cái thằng bạn đó, nó mới dụ tôi. Nó nói bây giờ còn một con đường nữa cho anh, để mà anh thoát nghèo, anh đổi đời. Nó mới dụ tôi lên máy bay. Tôi cứ nghĩ là lên máy bay để mà nó đưa tôi đi một cái vùng đất nào đó, một cái nơi nào đó để mà làm một cái dự án khác. Nhưng mà tôi đâu có ngờ, khi mà đáp xuống máy bay tôi không biết tôi đáp xuống đâu hết trơn á. Mà người ta đi máy bay người ta đi cầu thang xuống, còn tôi đi cầu tuột xuống bà ơi. Là sao? Tuột một phát là vô cái container luôn. Nó đóng bít bùng lại như vậy đó. Cái nó chở tôi đi, nó chở tôi đi không biết bao nhiêu ngày mà nói. Tới hồi nó dừng lại, cái container mở ra, trước mặt tôi là một vườn táo. Từ đó trở đi tôi thành một chàng trai hái táo. Là sao? Cuối cùng là ông đi đâu? Tôi hỏi ra thì tôi mới biết là nó đưa tôi đi hợp tác lao động ở tiệm khác. Trời ơi. Ôi, cái đó mà hợp tác cái gì? Cái đó là đi lao động lậu rồi. Thì đó. Tại sao ông không gửi thơ, ông không nhắn tin, ông không điện thoại về cho mẹ con tôi một tiếng? Ai nói với bà tôi không về? Tôi về với quê mình đó. Tôi lục tung dưới quê hết để mà tôi tìm tin tức của bà. Không biết. Tôi lên thành phố, tôi đi 2-3 cái địa chỉ, không đúng một cái địa chỉ nào. Đây là cái địa chỉ cuối cùng. Tôi gặp bà, tôi hỏi bà thì mới biết bà trốn tôi, bà lên đây bà lấy chồng. Trời ơi, ông đừng có suy nghĩ như vậy. Để tôi nói cho ông nghe nè. Khi ông rời khỏi nhà mình, ông đi á, là tôi kiên trinh tôi chờ ông đó. Một năm đầu, rồi đến năm thứ nhì tôi vẫn kiên trinh tôi chờ ông như vậy. Rồi cái năm con dân nó 5 tuổi á, lần đó tôi tưởng nó chết không, nó bị xuyển nặng lắm. Ôi, xuyển? Xuyển là gốc bên nội nha, chứ bên ngoại tôi không có xuyển. Ông có nhớ ở dưới quê mình á, anh Tư ở sát bên rào nhà mình không? Anh Tư chạy xe ôm á, sát bên rào nhà mình luôn á. Không. Quên, ông đi rồi ông Tư mới dọn về. Nhưng mà 3 năm sau tôi mới lấy ông. Trời đất ơi, cũng vậy thôi, có khác cái gì đâu. Thì phải lấy chứ, người ta tốt với mình quá mà. Tôi hiểu rồi, thì đó ít ra thì bà cũng phải nghe tôi nói, rồi tôi nghe bà nói thì mọi chuyện nó mới thông đúng không? Bây giờ là chuyện cũ bỏ qua đi bà ơi, cho tôi gặp con dân con tôi đi, tôi nhớ đó quá. Trời, cái con dân nó đi đâu giờ này nó chưa về nữa, cái nó dỗ cha nó mà nó như vậy đó, tôi tức nó ghê luôn á. À, anh Tư ơi, anh Tư ơi là... Cái đó là bàn thờ của ông Đào Quyết Chiến. Anh Chiến ơi, anh vắng số quá. Hả? Sao bàn thờ tôi vậy? Ông nhìn cái này mà ông không có một cái cảm giác gì sao? Cái hộp quẹt Zippo mà tía tặng cho ông đó. Đúng rồi, hèn chi tôi ngờ ngợ nè bà. Thì tôi kể cho ông nghe. Hồi lúc mà ông đi được 3 năm á, thì nhà mình bị cháy. Trời ơi, tao nói cháy không còn cái gì hết á. Tôi kịp mở tủ á, tôi gom ra được mớ tiền với nó rớt ra cái hộp quẹt này nè. Cái tôi ôm theo, tại tôi biết đó là kỷ vật của ông. Bao nhiêu hình ảnh của gia đình mình cháy hết, không còn một cái gì hết. Cho nên là
ôm gọn nó trong lòng bàn tay được. Vậy mà có những cái là của ông nè, ông nắm thử coi. Trái nhà lần nữa. Cái gì vậy bà? Tôi nói như vậy để ông hiểu là anh Tư phân trần á, anh ghen dữ lắm. Ghen hả? Ừ, ghen với cỏ cây hoa lá thú rừng, ghen hết, cái gì ông cũng ghen hết á. Ông ghen mà tuổi tác thì gần bằng ông đó, xem nhau nhưng mà tóc ông không còn một cọng nào. Mỗi lần ghen là bứt tóc, mỗi lần ghen là bứt tóc. Mà chắc này con Dân nó làm sao bà? Trời, con Dân nó lớn, nó đẹp lắm, nó giống tôi y chang à. Nó có cái gì giống tôi không? Nó là con ông, nó phải giống ông chứ sao. Con bé mỗi lần nó đứng nó xịt cái ống xuyển á, nó giống ông không lúc mực nào tả xiết. Nó về tới rồi, hết sức bình tĩnh nha. Cha con ông phải hết sức bình tĩnh. Hai đứa mà lên cơn một lượt là tôi không có đỡ được nha. Dân, cái má con mới về. Con mệt hả con? Dạ mệt lắm á. Khó thở đúng không nè? Dạ. Nắng nóng không con? Dạ nóng nóng. Con ơi. Dạ sao vậy má? Hôm nay nhà mình có chuyện á con. Chuyện gì má? Hết sức bình tĩnh coi như chuyện không có gì hết. Con nhớ ba Chiến không? Dạ. Ba Chiến con bằng xương bằng thịt đã trở về. Ghê không? Coi như không có chuyện gì đi con ha. Rồi bây giờ con tưởng tượng đi, con quay đằng sau lưng tự nhiên có một người đàn ông mặc vest tím đứng sau lưng con. Coi như đó là ba Chiến đó. Coi như không có chuyện gì nghe con. Hết sức bình tĩnh nghe không con... Ba con. Ủa sao kỳ vậy con? Ơi, con buồn, em ầm ba. Ở Dưỡng Trần buồn. Ba là ba ruột của con mà con không sợ ba buồn sao đi sợ Dưỡng Trần buồn? Ba không phải, tự nhiên đột ngột quá con vui quá con không biết làm gì hết trơn. Bây giờ con phải nói làm sao, con phải diễn tả cái gì để cho con thấy là tình cảm con dành cho ba. Con sẽ kể cho ba nghe một chuyện. Cái lúc mà con suyễn, cái trận mà con nặng nhất là con 5 tuổi. Lúc đó con nhớ con nằm trong bệnh viện, mắt con thì nhắm, miệng con lúc nào con cũng kêu ba Chiến, ba Chiến, ba Chiến. Mở mắt ra nó không thấy ông, nó khóc quá trời quá đất luôn. Dạ đúng rồi, tới lúc con 10 tuổi con cũng bị suyễn một trận ý chán vậy luôn. Lúc đó mắt con thì nhắm, miệng con lúc nào con cũng kêu ba Chiến, ba Chiến, ba Chiến. Ơi Dưỡng Trần, Dưỡng Trần, Dưỡng Trần. Bà dạy con hay quá ha. 10 tuổi nó bẻ ngọn rồi kìa. Thì đó, tôi có trình bày với ông rồi đó. Thôi, con mình á, nó biết cái câu ông bà mình dạy dỗ là không sanh không bằng không dưỡng là quá tốt rồi ông ha. Thôi ha, đừng có giận con nha. Tôi không có giận đó. Con ơi, tranh thủ dưỡng chưa về, con nói chuyện gì thiệt vui cho ba nghe. Ba ơi, con nói cho ba chuyện này nè ba. Ba, chuyện này rất là vui ba ơi. Ba có biết làm má hết chung thủy với ba rồi không? Cái chuyện này không có vui, cái chuyện này ba biết rồi, má có nói cho ba nghe rồi. Không má. Má phải để cho con nói, con giải thích cho ba hiểu cái hoàn cảnh của má lúc đó khó khăn như thế nào, gian khổ như thế nào. Trời ơi, ba biết không, ba cứ tưởng tượng đi, tự nhiên cái ba dứt áo ba bỏ đi, đúng không? Cái mà mấy năm sau ấy, má Dựng Trần mới sáp lại với nhau. Trời ơi, lúc đó ha, con nhớ hoài mấy bà hàng xóm nhiều chuyện á, cứ đi ngang qua ngang lại nhà mình, nó xỉ vô nhà mình á, người ta nói sao phải không? Cái bà này nè, bà sống sao hay lắm nha, chắc kiếp trước của bà phải xây 7-8 cái chùa mới gặp được Dựng Trần. Mà cái bài này nè, chắc kiếp trước của bà phải phá tới 90 cái chùa mới gặp ba đó. Trời ơi, người ta nói vậy đó. Tội nghiệp má con lắm luôn. Cái chuyện này không vui, đổi đề tài. Thôi, ba con. Thôi không vui hả? Cái chuyện này không có vui. Công anh bắt tép nuôi cò. Cò ăn, cò béo, cò vò, cò bay. Dạ, Dương về. Mình bộ mình đứng ngoài mình rình hay sao mà mình vô đúng lúc vậy mình? Nhà này có khách nè. Biết rồi. Bỏ tay ra. Người đàn ông này phải không? Đào Quyết Chiến. Người bỏ đi nước ngoài đúng không? Chào ông anh. Xác. Ông đừng có bất ngờ. Trời ơi, tính tình ông vui vẻ lắm. Ông nhìn vậy đó, ai cũng nghĩ là ông khó tính đúng không? Không có, rất là hiền lành, bà con làng xóm rất là yêu thương quý mến. Mình, để tôi giới thiệu nè, đây là anh Đào Quyết Chiến. Chồng quá thời. Còn đây là anh Tư Phân Trần mà tôi nói với ông đó. Chồng đương thời. Mình,
Hồi nãy á, lúc mà mình chưa về, anh Đào Quý Chiến anh muốn gặp mình dữ lắm để anh cảm ơn mình đã cưu mang hai mẹ con tôi, hiểu không? Cho nên mình đừng tính như vậy. Ờ, đi vô nấu nước sôi đi vô nấu nước sôi đi. Con quên nữa. Tôi vô tôi làm mình gọi là nấu nước sôi đặng làm mình trà cho hai ông uống nha. Ông ngồi chơi nha. À ba Lễ à? Bà Lễ à, kìa, ta kêu kìa. À, đây là cái cà-tri-dít khách sạn chỗ tôi ở đó. Ủa, ở khách sạn hả? Rảnh tôi dắt dân lên. À, bà Lễ à? Bà Lễ, ta kêu kìa. Ở đằng sau cái cà-tri-dít nó có cái số điện thoại cầm tay của tôi đó. Có chuyện gì bà gọi cho tôi. Ai ăn hiếp bà gọi cho tôi. Nhất là mấy cái thằng đầu trọc mà nó hay ghen đó. Cái gì? Cho cạc của ông ra. Cái gì? Cạc của ông. Tự nhiên hai thằng đàn ông xin cạc đi. Tôi xin cạc của ông. Xin cạc tôi làm gì? Cái cạc của ông là cái gì mà mới đưa cho Lễ cái gì vậy? À, cái cạc visit đó, cái này phải không? Đúng rồi, cho một cái coi. Không thích cho. Cho để ông tìm cái an ổ của tôi hả? Tiểu nhân thấy chưa? Nè, coi nè. Nam Nhi Đại Trượng Phu đây nè. Trượng Phu sao? Hôm nay ông trở về đây. À, ông đoàn tụ với gia đình của ông. Ừ. Chúc mừng ông. Ừ. Nhưng mà sẵn dịp này, tôi cũng làm cái tiệc nho nhỏ, mời ông ở lại dùng tiệc với gia đình. Tiệc gì? Đám dỗ ông Đào Quý Chiến. Ông... Ba! Con! À, bà Lại, ủa, sao tới ông gọi cho tôi trước? Ba ơi, cái chỗ ba ở bự quá ba ơi. Má ơi, bây giờ con chạy về nhà, cái con gom hết đồ con qua đây ở với ba. Ba cho con ở với ba nha ba. Đồ cái tính xính ngoại. Ông Dượng mà ông thấy được như vậy á, có phải là ông thiệt á, ông giận rồi ông trào máu, ông bức tóc ông nữa không? Kệ cha già đó đi. Bắt gì cha già đó mà tự nhiên dí đầu con gái tôi vậy. À, con gái. À, đây bà cưng. À, bây giờ con uống trà sữa không? Bà xuống dưới bà đặt cho con nha. Cảm ơn ba. Ba, đừng có nói cho ai nghe là hôm qua con điện thoại cho ba cái vụ đó. Ờ. Nha, ba đừng có nói ai nghe nhé. Má con nghe rồi đó. Thì ra là lén lút điện cho ba ha. Điện để mà bàn bạc xù xì ốc bích to nhỏ với nhau cái chuyện mà theo ba về bên kia để má với Dượng ở lại đây đúng không? Muốn đi làm cô bé hái táo đúng không? Má sanh con ra, má nuôi con lớn, má đi guốc trong bụng con. Con đừng có làm cái trò tiểu nhân đó. Con à sao lại má được? Ông Minh, trời ơi, sao mình quấn cái khăn tắm này mà ở dưới lễ tân người ta cho mình lên hay vậy? Bà đừng có nói nhiều. Này, tôi hỏi bà nè, bà đi đâu hả? Bà đi đâu? Bà hứa với tôi, bà nói bà vô siêu thị, bà mua đồ thức ăn về, bà nấu ăn cho tôi. Mà tại sao bà lên khách sạn là sao? Tức là mua đồ ở dưới đó, rớt ra cái cặp physics thì mới thấy là cái địa chỉ này là ông ở đây. Con dân nó mới xin lên đây. Dạ. Nó thăm ba nó. Con xin má. Cho lên chút xíu thôi. Xíu. Mình đi về đi chút xíu, về mua đồ nấu ăn cho mình ăn. Không. Gì, có gì, mà gì? Cho mà đấy thôi. Thôi mà, giờ ở lại đi. Về đi mà. Tôi ở lại đây, tôi coi, màn kịch nào xảy ra đây. Đó. Đây. Nằm như vậy nè. Không, nằm gì đi. Ông nằm kệ ông đi, cho ông nằm rồi ông chán, ông lạnh ông đi về. Có, con sợ. Lớn rồi mà làm ba cái chuyện mắc cười ghê luôn vậy đó. Mắc cười cái gì? Tôi không nói chuyện với người phụ nữ này nữa. Người phụ nữ này không xứng đáng nói chuyện với người con gái này nè. Sao con? Có phải bây giờ Dượng đang buồn lắm đúng không Dượng? Đúng, buồn. Dượng đang khổ lắm đúng không Dượng? Đúng, khổ lắm con. Nhục lắm. Nhục là để không mất vợ chứ. Dượng cứ yên tâm, Dượng không bao giờ mất má con được. Đó. Bởi vì ông bà mình đã có câu: cái gì mà của mình, nó sẽ là của người ta. Cái gì mà của người ta, nó sẽ là của người khác. Nói chung là
Dượng đang suy nghĩ là Dượng ba con xuất hiện một cái là Dượng mất trắng, Dượng mất má, mất con, mất hết cái nhà này, Dượng tay trắng ra đi, đúng không Dượng? Đúng không? Chị Thu Dân, chồng em sắp đốt nhà người ta rồi đó chị. Thì chia sẻ cái kiểu gì mà ông mất trắng, ông không còn cái gì thì ông thành chí phèo luôn rồi đó chị. Dượng, con nói đang cái suy nghĩ của Dượng mà. Không mà tôi hiểu nó. Nó nói như vậy mà không hiểu hả? Đơn giản thôi, là đánh kẻ chạy đi làm sao đánh được. Phải đánh cái thằng đang ở đây nè, đúng không? Đúng. Làm sao? Là câu gì? Nó chạy đi rồi đánh nó làm gì? Tự nhiên là đánh kẻ chạy đi, gì đó, kẻ ở lại. Đánh ở lại chứ ai đánh kẻ chạy đi. Cô giáo tôi dạy là đánh người chạy đi chứ không ai đánh người trở về. Cô giáo má sai rồi. Cô giáo của bà dở hơi rồi. Đúng rồi. Không có ai mà kiểu đó, người ta chạy mất tiêu rồi lấy ai mà đánh. Đúng vậy. Nó ngồi chần dần đánh chưa chắc lại nó nè. Chính xác. Đúng hay không? Ở chỗ là đánh cái người trở lại chứ ai mà đánh người trở lại. Đánh ba mày đó. Đó, cho mày vừa đó. Ông nói như vậy là ông gài nó quánh ba mày đó. Mày hay lắm. Ba con xin lỗi mà cái này hoàn cảnh mà Dượng. Mình, em nói mình nghe nè. Sao mà mình cứ phải khổ sở vậy hả trời? Mình bỏ bớt cái tính gan đi, em đã nói với mình rồi. Mình á giống như là món quà mà ông trời trao cho em rồi. Em sống với mình, em thương mình hồi nào em không hay, yêu mình hồi nào em không biết. Còn cái tình cảm của em hiện giờ đối với mình biết là nó ở cái ngưỡng nào không? Ngưỡng nào? Em đam mê mình đó. Trời. Mình tin em đi mình. Mình về đi nha. Mình về. Trời ơi, đàn ông thế giới chết cũng là cái chỗ này. Chết con ơi. Thôi, về. Bà về liền nghe. Đó, vậy mới được chứ. Đó, vậy mới được chứ. Ô, chào quá lại. Ông tới đây làm gì? Ở đây là chỗ của tôi mà. Vậy thì tôi tới đây làm gì? Ở lại. Dạ. Thằng cha già này tới tại sao mà không báo tôi biết trước? À không có, ta tức là chuyện vừa mới xảy ra. Thôi bây giờ thôi con gặp ba về được rồi ha. Thôi bây giờ gia đình mình về. Không có về gì hết. Ở lại đây hết cho tôi. Sớm muộn gì tôi với ông Tư này cũng phải giải quyết thôi. Tôi cần nói chuyện riêng với ông. Dân. Dạ. Con đưa má vô phòng ba. Hay sao? Hay sao? Nghe chưa? Má, đưa má vô phòng ba kìa má. Nghe chưa? Đưa vô đó rồi làm gì hả? Đưa má vô phòng rồi vô toilet. Vô toilet rồi má có cái bồn nước vậy nè. Rồi má mở vòi sen trên, má mở vòi sen dưới ha. Nước đầy vô cái má vô má bơi như người cá vậy ha. Rồi sau đó má làm gì? Má lấy cái khăn má lau thật khô. Cái má mặc cái bộ đồ vô. Bộ đồ gì mà có cái dây cột cái nơ ở giữa vậy nè. Cái má ra cái giường nệm á, cái má nằm ở đó. Ôi, má bung ra hết, má thoải mái nè. Trời ơi, mẹ con, vợ vợ chồng rồi ha. Ghê quá ha, trời ơi. Bà... Ông Tư, tôi tính tôi không vô nha. Tôi định bụng là tôi sẽ không vô trong đó. Nhưng bây giờ tôi quyết định tôi sẽ vô. Còn ông, chút xíu về trả lời cho tôi biết. Lén đi khách sạn hồi nào mà biết trong trỏng có mấy thứ đó. Lệ không phải lệ tôi chỉ giận, tôi nói theo bản năng thôi mà. Bây giờ mình sẽ nói chuyện hai người đàn ông. Tôi hỏi ông nè, ông tới đây làm cái gì? À, được. Hỏi phải không? Hỏi thì trả lời. Tôi tới đây là ghen. E nhờ en gờ en ghen. Hôm nay cha con vợ chồng hẹn hò tới đây để làm gì? Ha, rủ nhau đi qua nước ngoài chứ gì? Sao? Có visa chưa? Phỏng vấn ra được chưa? Hả? Đi đi, qua đó đi. Dịch Covid-19 nó qua đó đi. Rồi chết chùm một đám bên đó. Đi đi. Tôi lại anh Tư, tôi lại anh. Tôi đã nói với ông rồi. Bà Lệ là của ông, con Dân là của ông. Ông mà không bỏ cái tật ghen này nha, tôi cho ông mất vợ tại đây luôn đó. Suốt đời tôi chỉ mãi là người đến sau, nên đành ôm tròn một mối tình câm. Câm cái đầu ông. Ông tới nhà tôi, ông ghen, ông la làng, ông nói tùm lum như mà câm cái gì.
Nãy giờ tôi nói cái gì anh không thấm một miếng nào hả anh Tư? Không thấm. Thấm rồi, thấm ít ít, không thấm nhiều. Tôi hình dung là khi mà tôi nói với anh chuyện này đó, anh phải làm một cái điều gì đó, thí dụ như là anh đấm vô mặt tôi, anh bóp cổ tôi, thậm chí là anh giết chết tôi để mà anh bảo vệ hạnh phúc gia đình anh chứ. Anh phải làm cái gì đó để xứng đáng với một người đàn ông đại trượng phu chứ. Đúng. Nói rất đúng. Đúng rồi. Được. Làm gì đó đi chứ. Làm đi. Làm đi anh Tư. Phải làm cái gì đó để chứng tỏ mình là một người đàn ông đại trượng phu đi. Làm đi. Tôi chịu đựng được. Làm cái gì đó đi anh Tư ơi. Mạnh lên anh Tư. Tôi chịu được hết. Quỳ tôi lại anh. Tôi lại anh Chiến, anh Chiến. Như vậy anh Đào Quý Chiến, tôi lại anh. Ngày anh đi anh bỏ lại nhiêu tôi hốt hết. Tôi cực khổ lắm, tôi nuôi cái gia đình này cực khổ lắm. Tôi làm ngày làm đêm, làm đầu tắt mặt tối để tôi lo cho bà với lại con dân. Tôi phải chạy xe ôm hàng ngày một. Mà hồi xưa anh biết không, xe ôm mà chưa có vụ nóng bảo hiểm, tôi chạy mà tối ngày sáng đêm ngoài đường mà gió nó bạc riết không còn cọng tóc nào là anh biết rồi đó. Ông đừng có xạo. Bà Lệ nói là ông ghen quá rồi ông tự bứt tóc nó mới vậy đó. Không có, vừa bứt mà vừa gió bay nữa. Hai cái cộng vô nó mới ra nông nổi vậy nè. Thiệt. Thôi thiệt, bây giờ anh về rồi, anh làm ơn anh trả vợ con lại cho em đi. Anh Chiến, anh trả lại cho em anh Chiến. Bà Lệ ơi. Anh Chiến, nha anh Chiến, anh đừng nói gì anh Chiến, anh trả. Bà hốt chồng bà về giùm tôi cái đi. Thôi mà. Đó thì đó, vậy để ông hiểu ổng hơn. Tôi đã nói ổng rồi, giống như thằng con nít sống lâu năm vậy đó. Mình làm gì mình phải hèn hạ vậy. Em đã nói với mình sao nè, cái tình cảm của em dành cho mình bây giờ là gì? Em đam mê mình đó. Đó. Chiến, mày thấy không? Mày thấy bả đam mê tao không Chiến? Ông xưng mày tao là tôi nhảy vô đó nha. À, anh Chiến, anh Chiến, anh Chiến, em lại anh Chiến, anh Chiến bỏ qua giùm cho em. Dạ. Thôi mà, ông Chiến, nói thiệt nha, ông về cái gia đình tôi vui ghê. Từ bây giờ trở đi là hai mẹ con tôi, gia đình tôi có đêm 30 Tết nghe, chứ không phải là đêm đám giỗ mà ngày 30 cho ông nữa. Ờ, đúng rồi, gỡ cái bàn thờ nó xuống thì có hù đó. Đây nè, một cặp nè. Một cặp nè. Gì vậy? Trời, ta cha con. Đúng rồi, cặp cha con, ta đây mới là vợ chồng nè. Vợ chồng nè.